Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Số Số Miền Bắc Official. Vâng, hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 12 tháng 10 năm 2022. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đã theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 10. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo ở hai vị trí đường cầu. Rồi thì đối với vị trí đường cầu đầu tiên mình gửi đến đối trên vị trí của đường cầu Bạch Thủ Lô. Và từ đường cầu Bạch Thủ Lô thì mình sẽ đưa ra thêm một cặp trên hai để cho mọi người tham khảo vào ngày mai. Ở vị trí đường cầu thứ hai là cầu đề. Và từ cầu đề thì mình sẽ khai triển thành dàn đề. Và từ dàn đề thì mình sẽ nhận định đối trên vị trí của đề kết để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ năm của ngày 13 tháng 10 năm 2022. Và tất cả những cái đường cầu và những số mình đưa ra thì hoàn toàn là tham khảo, không có chuẩn 100%. Cân nhắc tất cả mọi người trước khi theo dõi video. Ai trùng máu kết thì có thể chơi nhẹ nhàng, trả đá bi hơi. Còn ngược lại, không trùng máu, không kết thì có thể theo dõi video, like video và đăng ký kênh của mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất chi nhiều. Và hơn thế nữa thì mọi người có thể bình luận, comment những cái đường cầu, những cái con số mà cá nhân mọi người cảm thấy đẹp hoặc đan thông. Link video cho tất cả mọi người cùng tham khảo anh em nhé. Và những con số nào được nhận định cho ngày mai thì ngay bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Và quay trở lại với trong màn ảnh của chúng ta đưa trên bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Về vị trí đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là số 45, đúng không ạ? Nó ở hai chạm là chạm 4 và chạm 5 này, tổng 9, 3 cáng, 145 và cả một số đặc biệt năm số ra gồm là 67, 145. Về vị trí con số chiếm nhiều nháy nhất cho ngày hôm nay cũng là con số 45 luôn, nó ra tới 3 nháy. Anh em nào lựa chọn được con số này thì ngày hôm nay quá tưng bừng và rực rỡ rồi. Bởi vì lô 2 nháy thì ngày hôm nay không có anh em nhá. Bên cạnh đó thì ở vị trí lô kép thì có cho mọi người là số kép 22 này. Tiếp tục vị trí con số kép 66 này và số kép 99. Đầu lô tô ngày hôm nay thì từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì cũng không có đầu nào bị cầm cả. Rồi thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một chút về những cái chi tiết nổi bật còn bằng kết quả. Đặc biệt ngày hôm nay ra được số 45 nó tiếp tục rơi chạm 4 đúng không ạ? Ngày hôm qua nó ra được số 34. Ngày hôm qua trên kênh chúng ta cũng chiến thắng được vị trí đề 34 đấy. Ok. Rồi thì đối với tiếp tục là với những con số dành cho ngày mai, ở vị trí đường cầu đầu tiên làm về vị trí của đường cầu Bạch Thủ Lô thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái sự kết hợp của cái vị trí giữa hai bộ số, đó chính là bộ số thứ 2 và bộ số thứ 3 làm trong giải G4. Mình sẽ demo cái đường cầu này như sau nhá. Mình sẽ lấy ví dụ bắt đầu từ bảng kết quả mở thưởng của chủ nhật ngày mùng 9 tháng 10. Tại vị trí giải tư này. Rồi, mọi người lựa chọn cho mình nhé hai con số đầu tiên của bộ số lần lượt thứ 2 và thứ 3 nằm trong giải G4. Rồi, ở vị trí bên trên này nó xuất hiện số 7. Đó, ở vị trí bên này nó xuất hiện số 3. Nó kết hợp với nhau chúng ta sẽ có cặp đó chính là 3773, đúng không ạ? Và kết quả mở thưởng ngày sau là thứ 2 của ngày mùng 10 tháng 10 thì nó đã có cho mọi người là số 37 ở đây. Chuẩn chưa? Rồi, tiếp tục này. Bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 10 nhận định cho ngày 11 này. Ở đây xuất hiện con số 5 này, đây xuất hiện số 6 này, đó. Chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta sẽ có cặp đó chính là 56 và 65. Thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm sau, đó chính là ngày 11 của tháng 10, thì đã trả về cho một người là số 65 ở đây. Rồi, tiếp tục này, bảng kết quả mở thưởng này, bảng kết quả mở thưởng của ngày 11 này, nhận định cho ngày hôm nay ngày 12 này, giải tư chúng ta ở đây, chúng ta có con số 7, chúng ta có con số 1, chúng ta kết hợp với nhau. Chúng ta sẽ có vị trí của 7117 thì cũng đã trả về cho con số 71. Đúng chưa? Đó. Đây nhá, bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay có số 71 đây nhá. Đầu 7 có duy nhất một con số thôi, con số 71. 71 thì trong cái thời gian gần đây dạng khá là dày rồi đúng không? Mình nhớ không nhầm là vậy. Đây. Đó. Cặp 1771 ra khá là dày luôn. Ok. Vậy đường cầu đang chạy khá là ổn định rồi. Thì vẫn tại cái vị trí này, bảng kết quả mở thưởng của ngày 12 nhận định cho ngày 13 chúng ta sẽ có cặp. Mình xin lỗi là sẽ có cái vị trí của con số Bạch Thủ Lô như sau. Đó, mình sẽ có những cái tỷ lệ loạn. Nếu mà đầy đủ thì nó cũng sẽ có cặp song thủ lô, nhưng mà chúng ta đang lựa chọn về Bạch Thủ. Ok, ở đây nó xuất hiện con số 8 này, bên dưới này xuất hiện số 9 này. Đây, nếu chúng ta đã lựa chọn về song thủ chúng ta sẽ có cả cặp đó chính là 89 và 98 đúng không? Nhưng anh em có thể để ý cho mình một chút này. Hiện tại nhá. Hiện tại thì cái con số 98 thì cách đây khoảng 2 ngày chưa ra. Đây là một cái tỷ lệ cũng khá là hay. Tiếp tục này, đối với con số 89 thì hiện tại nó đang bị gan là 6 ngày. Đó, đang bị gan là 6 ngày. Đấy, con số 98 này. Thì tiếp tục, thì cái đầu 9
ngày hôm nay nó ra hai con số là 95 và 99 đúng không? Thì cả hai cái đít này nó đều là cái đít lẻ đúng không? Đít 5 còn đít lẻ, đít 9 cũng đít lẻ này. Mà ngày mai chúng ta đang quan tâm đến vị trí con số 98. Và đít 8 thì nó đang là cái vị trí đít chẵn. Đó. Thì đây cũng là một cái điểm cộng dành cho con số này. Ok. Vậy chúng ta cũng đã xác định được vị trí bạch thủ lô rồi đúng không? Rồi thì mình sẽ đưa ra cho anh em. Nó chính là vị trí con số bạch thủ lô là con số 98 cho cái đường cầu này. Ok. Và đường cầu này nó sẽ chạy là từ bên phải qua bên trái anh em nhá. Rồi. Về vị trí này thì anh em đánh cho mình được khung 1 thôi. Đó, khung 1 thôi, ok chưa? Rồi tiếp tục đối với vị trí xiên 2. Xiên 2 thì mình sẽ đưa ra cho anh em một cặp duy nhất thôi. Đó, mình sẽ kết hợp con số 98 này với một con số ở vị trí đầu 6 là con số 61. Được chưa? Đây là về vị trí xiên 2 nhá. Nếu mà ok ấy, thì anh em có thể tham khảo thêm. Đó, tham khảo thêm kết hợp thêm một cặp nữa là cũng sẽ không quá nhiều. Là con số 98 kết hợp với con số 16 để đảm bảo cái tính an toàn. Được chưa? Đó. Và còn một số cái chú ý nữa, đó chính là cái video của ngày hôm nay thì mình có chia sẻ cho anh em một số cặp của vị trí lô tô của vị trí xiên 2 là đánh ở vị trí là chơi khung 2 ngày. Thì ngày mai là ngày 13 là ngày cuối của vị trí khung 2 thì anh em vẫn tiếp tục vào cho mình nhá. Và tất cả anh em đang theo dõi video đây muốn biết là cụ thể cặp số nào thì những anh em nào mà đã theo dõi video rồi thì chắc hẳn là biết rồi đúng không ạ? Còn những em nào mà mới theo dõi video thì mọi người có thể là quay trở lại với video của ngày hôm nay. Được chưa? Là ngày 12 tháng 10 để anh em tham khảo cho mình nhá. Đó, có đầy đủ cho anh em và cũng khá là rõ ràng. Rồi. Và trước khi bước đến ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì sau đây mình xin phép giới thiệu với anh em đôi chút về Zalo. Thì những anh em nào mà đang xa bờ, đang bị loạn số, cần tham khảo về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu thông dài hơn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Thì đến với kênh của mình thì chỉ có một số Zalo duy nhất là 0379 419 207. Và hàng ngày thì mình sẽ chốt cho anh em những con số sau đây. Đầu tiên là về vị trí cặp song thủ lô, kết hợp với vị trí của xiên 2, kết hợp với vị trí của xiên 3, kết hợp với vị trí của dàn đề và vị trí của ba càng. Được chưa? Đây là những cái con số mà khi anh em liên hệ qua Zalo anh em sẽ nhận được. Đó, đảm bảo tất cả anh em này, đối với vị trí lô tô, một tuần sẽ chiến thắng ít nhất là từ 4 cho 5 hôm trở lên. Còn đối với dàn đề và dàn ba càng thì đảm bảo cho mọi người một tuần chiến thắng ít nhất là từ 2 ngày trở lên. Và anh em yên tâm cho mình một điều là tất cả anh em khi đã liên hệ qua Zalo cho mình thì mình sẽ có cái trách nhiệm là hỗ trợ tất cả anh em vào bờ một cách an toàn nhất. Ok chưa? Rồi, và đó cũng là một số thông báo. Còn bây giờ thì tiếp tục mọi người cùng mình quay trở lại bảng kết quả thì mình sẽ đi phân tích về những số ở vị trí đường cầu giải đặc biệt cũng như ba càng để mọi người tham khảo vào ngày mai. Rồi, đường cầu đầu tiên mình chia sẻ đến cho anh em ở vị trí đường cầu giải đặc biệt là một cái đường cầu của sự kết hợp giữa vị trí giải 7 và vị trí giải 4 và một cái đường cầu mới. Ok, thì mình sẽ demo cái đường cầu này nhá. Giải 4 này chúng ta lựa chọn cho mình là tất cả những cái con số của bộ số thứ hai. Thì ở đây nó xuất hiện con số 8 này, con số 6 này, con số 5 và con số 3. Rồi, ở đây thì nó có vị trí giải 7 chúng ta lựa chọn làm bóng của hai con số cuối cùng. Thì nó cũng khá là mừng khi chúng ta tối giản được khá là nhiều bởi vì đây nó trùng hai con số 6 thì nó trả về một cái bóng một duy nhất. Thì chúng ta sẽ có dàn đề 4 cặp số của chạm 1, đó chính là 818. Tiếp tục là 616, 515 và vị trí của 313. Rồi. Thì đối với cái dàn này thì mình sẽ kết cho anh em đó chính là vị trí của 616. Ok, đây là đường cầu thứ nhất, cũng khá là ngắn gọn đúng không ạ? Tiếp tục với vị trí đường cầu thứ hai cho giải đặc biệt. Ở vị trí đường cầu này thì nó cũng đã chạy được từ 2 đến 3 ngày trở lên rồi anh em nhá. Đây thì mình sẽ lấy ví dụ này. Đây bảng kết quả mở thưởng ngày mùng 10 này. Đó, ngày hôm sau nó ra 34 nhé. Chúng ta để ý cho mình cái sự kết hợp của vị trí giải 5 này này. Đây, hai con số đầu tiên của bộ số thứ nhất và bộ số thứ tư. Đó, cái bộ số này chúng ta có thể lựa chọn thêm bóng cũng được cho chắc, còn không thì chúng ta kết hợp nguyên thì chúng ta vẫn có 3 với 4 kết hợp đây, nó sẽ có vị trí 343. Đúng không? Đây. Đây là 3 nhá, đây 2 nhá. Trên này 6, trên này 4 nhá. Thì khi 3 kết hợp với 4 đây thì nó sẽ có cặp đó chính là 3443. Đã trả về đây. Chuẩn chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay giải đặc biệt nó ra cho anh em con số 45 nhá. Thì ở đây này, tiếp tục này. Đó, vẫn là cái vị trí đường chéo này. Ở đây nó là 4, đây nó là 9. Bên trên này nó 9, bên này nó là 5. Đó, kết hợp với nhau chúng ta sẽ có vị trí 454 này. Đó, đã trả về vị trí giải đặc biệt cho ngày hôm nay.
đúng không? Rồi, vẫn về vị trí này, nếu chúng ta kết hợp cả phần bóng nữa, chúng ta sẽ có vị trí là, ở đây chúng ta sẽ có 0, chúng ta lấy 1 thôi. Đây 0 và 3. Nếu đi về phần nguyên thì chúng ta sẽ có tam thủ đề là kép 0 0 và vị trí của 0 3 0. Đúng không? Rồi nếu mà chúng ta kết hợp cả phần bóng nữa, đây nó 0 nó chả phải là 5 và 3 đây nó chả phải là 8, thì chúng ta sẽ có 0 5 0 và chúng ta sẽ có 0 8 0 nữa. Đó. Thì kép đây thì anh em để ý để kép cho mình. Đề kép thì lâu lắm chưa ra rồi. Đấy, anh em phải đặc biệt quan tâm đến cho mình là vị trí đề kép nhá. Ok. Rồi. Mình sẽ lưu ý cho anh em ở đây này. Đó. Một người để ý cho mình đề kép đến hết tuần. Rồi. Tiếp tục này. Ở vị trí đầu tiên, ở vị trí chạm đề, ở vị trí chạm đề mình sẽ tổng hợp lại cho anh em là cơ bản nó sẽ dừng lại ở hai chạm là chạm 0 và chạm 1. Bây giờ mình sẽ tối giản, đó tối giản nhá, tối giản ở cái dàn thứ nhất là vị trí dàn 10 số, dàn 10 số đối với chạm 0 đầu tiên, đó thì chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ có số kép 0 0 này, chúng ta có vị trí ở 0 1 0 này, thấy chưa? Chúng ta có vị trí của con số 070 này. Được chưa? Chúng ta có vị trí của 080 này. 2, 4, 6, 7 rồi. Một cặp nữa nhá. Chúng ta sẽ có vị trí của 060. Ok. Đây là có như em là vị trí dàn 9 số. 9 trên 10 số. Ok. Tiếp tục 10 số của vị trí chạm 1. 010 chúng ta có rồi. Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra đó chính là vị trí của 161. Rồi, vị trí của 181 cũng ok. Được chưa? Vị trí của kép 11. Rồi, vị trí của 121. Và vị trí của 171. Đó, cũng tiếp tục là 9 trên 10 số. Được chưa? Về vị trí của tứ thủ đề, mình sẽ gửi đến mọi người. Thứ nhất là về vị trí của cặp 010. Vị trí của cặp 161. Ok. Và ba càng anh em ghép cho mình với vị trí của ba càng đầu 8 thì nó sẽ có 801, 810, 816 và 861. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái con số mà mình chốt để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ năm của ngày 13 tháng 10 năm 2022. Và thời lượng của video thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Một lần nữa, mình xin chúc tất cả mọi người buổi tối xem video thật là vui vẻ. Cũng là chúc mọi người ngày mai chiến thắng với tất cả những con số anh em lựa chọn và con số mình đưa ra. Và đừng quên là dành lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh của mình nhé. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai.